Xin chào cả nhà nhé. Hôm nay mình review cho các bạn một bài báo của Trung Quốc nhé. Các bạn này xem có thể là thấy được chi tiết của bài báo không? Tí nữa mình sẽ dịch để cho mọi người xem nhé. Có cả những video luôn. Cái này chắc là thời sự họ cũng sẽ đề cập đến. Nhưng đây chắc chắn là một bài báo là một nhà báo nào đấy họ sẽ đã cắm chốt ở Việt Nam đầy đủ luôn các bạn ạ, kể cả bữa đây là bữa cơm từ thiện này. Họ đang nói là mình là tương thân tương ái, nó lành thì nó rách ấy. Và đây là những cái bài comment các bạn ạ, rất nhiều bài comment luôn. Đây là bản dịch của các bạn nhé, 10.654. Theo thông tin Bộ Y tế, 18 giờ ngày 18 tháng 8 đến 19 giờ bao nhiêu đấy. Và đây là chi tiết các tỉnh mắc. Vì thời gian có hạn nên mình không review được chi tiết, nhưng sơ sơ như này các bạn có thể hiểu là họ đang nắm bắt được tình hình dịch bệnh của mình một cách sát sao luôn các bạn. Và đây là những bài comment mình đã dịch cho các bạn nhé. Mọi người hãy im lặng, đừng hà hê. Việt Nam tiếp nhận liệu sớm, chiến thắng những khó khăn, chấm dứt dịch bệnh. Hy vọng sẽ qua sớm, dù đất nước họ có nhiều người. Việt Nam đổ xăng sẽ vượt qua được. Đây là một bài viết rất là hay luôn. Ý nói là mình đã có sự chuẩn bị. Đoàn kết là sức mạnh, hãy tiếp tục Việt Nam. Hả hê, đừng quên virus đến từ đâu. Các bạn có thể nghe bài viết này có thể rất là củ chuối này. Một comment này, củ chuối. Quan chức nhà địa chủ đều có năng lực, công an đến.